Ây dô, chào anh em. Hôm nay là mùng 3 Tết, à mùng 2 Tết. Hôm nay live với muộn. Rồi, kính chúc, chúc mừng em năm mới. Chào tất cả anh em, chúc anh em một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Ok, chúc mừng năm mới. Chúc tất cả anh em năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Chào ban quản trị nha. Đợt đầu tiên thì xin chúc mọi người là chúc mừng mọi người có một cái năm mới an khang thịnh vượng này, vạn sự như ý, sang năm mới công việc làm ăn luôn luôn thành công và thuận lợi. À, xin chào Doanh Trần Vlog, chào Mr. Bean, chào tất cả những anh em đang xem live vợ. Năm nay đã là một là năm mới năm 2020 rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Mạnh, cảm ơn tất cả anh em và xin chúc cho tất cả anh em đang xem live vờ cái hôm nay thì có một cái sức khỏe dồi dào, một năm mới thật là mạnh khỏe để sang năm kiếm được nhiều tiền hơn và luôn luôn thành công trong công việc cũng như cuộc sống đấy. Thì chào Nhật Hà nha, chào anh em nha, em Mạnh xin chào tất cả mọi người nha. Ok, hôm nay là 26 tháng 1 dương, tức là vào mùng 2 tháng 1 Tết Nguyên Đán Canh Tý đấy. Cũng không biết nói gì hơn thì chúc tất cả mọi người là sang năm mới thật là vui vẻ và an toàn. Ok, ở đây toàn bộ mình đang ở nhà mình đây, nhưng mà về nhà vẫn không quên live vở, nhưng mà anh em thông cảm một tí là do đây là đang là Tết nên là nó hơi ồn ào tí và rất nhiều người ở nhà. Chào Bảnh cậu nha, chào Linh Mỹ nha. À, đào móng cốc đơn giản thôi, đào móng cốc thì cũng khá đơn giản, thì thường thường họ đo kích thước cho mình làm mà, đo với kích thước cho mình làm nên là nó cũng dễ đào thôi. Cái móng cốc thì thực ra cũng dễ mà. À, anh em chịu khó để ý một chút xíu là dễ làm đào thôi. Chúc sếp năm trước đạt 24.000 người đăng ký kênh nha. Trước năm mới đạt tư. Trường Lương ơi, anh đã đạt được 24.000 người rồi. Bây giờ phải làm sao mà 100.000 cơ. Chào anh em, Hà Nội ăn Tết vui không? À, Ninh Bình chứ sao lại Hà Nội? Ninh Bình mới là đúng chứ em. Chưa say là tốt rồi. Nói chung là vẫn còn đang tỉnh táo là khá là ok anh em ạ. Không 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 say sưa là được rồi. Nói chung là về Tết nhất thì ai cũng phải rượu chè cờ bạc đúng không? Rượu chè thôi. Nhưng mà không thích Tết, tại sao không thích Tết? Mình ở Ninh Bình, Bảnh cậu ơi, mình đang ở Ninh Bình đây, mình đang ở nhà mình. Tết phải về nhà, về quê chứ làm sao mà ở ấy được. Ở nhà tối được. Nói chung là hôm qua thì miền Bắc Hà Ninh gặp ở Ninh Bình thì lại mưa rất là to, đâm ra ngày mùng 1 không đi chơi được. Nói chung là năm nay hôm nay mùng 2 thì lại đi chơi rất là nhiều, tại vì hôm nay nắng rồi, này nắng rồi. Tết buồn ghê. Chào Trường Lương nha. Tết buồn ghê, Tết không có tiền buồn hay là như thế nào buồn anh em. Đây là mình đang ở nhà, thời tiết hôm nay cũng khá là lạnh đấy, đi đi ngoài đường cũng lạnh đấy. Đi ngoài đường là giờ là lạnh. Đấy, đi ngoài đường lạnh, đây là nhà mình. Đây là nhà của mình. Anh em có thể là dạo này ngày nào cũng có video mới mà chả thấy anh em vào bình luận, mình liếc gì nhỉ? Rất nhiều người xem live ở đây thì rất là đông, nhưng mà khi mà có video chả thấy comment gì hết nhỉ? Chào bạn Leo Hiếu nha. Em có yêu cầu video gì về lúc đang ở nhà không nhỉ? Ở nhà đợt này đang rảnh rỗi thì anh em có thể yêu cầu cái video gì nó dễ dễ tí thì còn dễ làm được. À, làm gì vậy? Mắc đi chơi với người yêu rồi. Ok, xin chào 30 người đang xem live nha. À, hôm nay live vờ nên không có Hưng Quốc ơi. À, ngày mai lại có nha Hưng nha. Ngày mai lại có. Ngày mai vẫn là một video buổi sáng chúc Tết và một video buổi tối nha. Ngày mai cũng có những cái video đập hộp cũng khá là đẹp đấy cho mọi người cùng xem. Ok. Chào Huyền Nguyễn Huyền Anh. Làm clip chôn đi anh.
Chôn thì hơi khó, tại vì chôn thì Tết này thanh niên đi chơi hết rồi, không có ai chôn. Bây giờ chỉ có quay cảnh đi chùa rồi đi chơi Tết thôi. Anh em có thích quay cảnh đi chùa, đi chơi Tết của một cái người mà đi lái máy về mà đi chơi Tết như thế nào không? Chỉ có thế thôi, chứ còn ngày Tết này thì họ đang đi chúc Tết hết rồi, làm gì có thời gian để mà đi chôn đi chiếc đâu. Về nhà ăn Tết, review con đường xếp về nhà đi chắc hay lắm. Ok, review con đường về nhà cũng khá là hay. Mai có video chào anh Vương Hoàng nha. Ở quê em có, nhưng mà hiện tại xã em lại không có. Khác xã thì có, nhưng mà xã em thì không có. Mai có một cái video đập hộp toán cô bé trừ 10, đấy là triển lãm tại Nhật. Tại triển lãm tại Nhật có những cái dòng cô bé mới, nhưng mà ở cái video này chỉ triển lãm chung chung thôi. Thì đợt này để ủng hộ năm mới, ủng hộ tất cả mọi người, thì Mạnh sẽ tung ra toàn bộ những cái video đập hộp để cho mọi người cùng xem. Đấy. Đập hộp con Cobeco trừ 10. Chào Xuân Khánh nha. Để xem anh lái máy xúc em hỏi lái máy xúc bánh xích như nào, em muốn lái là học máy xúc như kiểu nào, hoặc em hỏi tay trang ở hay hỏi kiểu gì, em muốn hỏi về tay trang hay là như thế nào. Máy bao nhiêu anh? Bảy cậu Cobeco SK 75, 135, 200, 225. Nói chung là triển lãm thì rất là nhiều máy. Nguyễn Huyền Anh, sao hôm nay lại buồn? Về tay trang anh có video hướng dẫn rồi em ạ. Tay trang hướng dẫn thì anh có video hướng dẫn rồi. Em tìm trên kênh của anh là hướng dẫn lái máy xúc bánh xích là nó có cái video đó. Anh ơi 1 năm nữa em học lái máy xúc được không? 1 năm nữa em học máy xúc vẫn được nha. Cô bé với cô mát là của Nhật, Hitachi cũng của Nhật, Kubota cũng của Nhật, Ihi cũng của Nhật, nhiều dòng máy xúc của Nhật lắm. Tóc anh vẫn vậy mà có nhuộm đâu, tóc anh vẫn vậy mà đi trâu đi bò không đội mũ và nó cháy nắng ấy. Sao anh không lái máy xúc đít dây tròn, anh lái máy lốp thôi, anh không thích lái máy xích. Máy xích mỗi lần di chuyển nó mệt lắm nên không thích, thích gọi là đi đi máy xích, chủ yếu thích lái máy lốp thôi. Máy lốp mình di chuyển đi đi lại lại nó dù gì nó cũng nhanh hơn là máy xích. Máy lốp mình di chuyển nó tiện lợi hơn. Cát thường thường là dòng của Mỹ, dòng xuất châu Âu ấy. Hồi anh học là máy xúc là chứng chỉ, anh học xuống chứng chỉ thôi, anh không học bằng. Nhà em Hyundai leo lên là lái được mà. Máy dưới 55 không thấy máy lốp qua anh ạ. Không thấy máy lốp qua. Máy lốp cơ động hơn. Anh học chứng chỉ chứ anh có học, anh không học bằng. Bằng là ngày xưa là học 3 tháng à, chứ chứng chỉ là học chỉ khoảng 3 tháng thôi, còn bằng là học 1 năm. Anh có chứng chỉ anh có dùng đâu, mai anh đăng ảnh trên cho mà xem. Máy lốp cơ động dễ hơn. Máy lốp là cơ động, máy lốp cơ động đi lại nhanh hơn và dễ di chuyển hơn là máy xích. Máy xích thì khi đi xa phải có phọt. Chúc mừng năm mới anh em nha. Máy bánh lốp đít quay tròn à? Máy bánh lốp sao lại quay đít tròn trong xích mà. Ừ, anh học chứng chỉ thôi, anh có chứng chỉ. Ngày mai anh đăng lên dây tóc cộng đồng cho mà xem.
Mai sau em về đó anh cho em phụ mày anh nhé, lái thuê nhé em. Mai sau em về đó anh cho em phụ lái thuê nhé em, lái thuê nhé anh. Ok luôn. Chào PQ. À, ngày xưa là học chứng chỉ, mai anh đang lên đáp cộng đồng cho em xem cái chứng chỉ của anh. Chục năm nay có dùng đâu. Mai đăng lên cho mình xem. Người yêu với máy xúc. Ngày mai đăng đăng lên tay tab cộng đồng cho mình xem cái chứng chỉ của anh. Hôm nọ chụp rồi bảo đăng lên mà quên. Đăng cho chú xem cái chứng chỉ nó màu gì. Thường thường bằng nó màu đỏ, chứng chỉ màu xanh. Thường thường bằng là nó màu đỏ ở đằng sau ấy, sau lưng nó màu đỏ ấy. Chứng chỉ thì nó màu xanh. Tuấn ạ. Trắng. Chào Hậu Nguyễn nha. Doanh Trần, tên fake của chú là cái gì? Fake của Doanh Trần là cái gì nhỉ? Doanh Trần là ở đâu nhỉ? Là tên fake là gì nhỉ? Nhỉ? Sang năm người ta giao máy xúc cho em miệng có cái máy đấy là của người ta. Doanh Trần à? Sao anh không thấy Doanh Trần ở đây nhỉ? Sao không thấy Doanh Trần ở đây nhỉ? Chắc gửi nhầm nick rồi, anh có thấy đâu. Chứng chỉ là khi mà mình như kiểu mình đi học thì họ tốt nghiệp thì họ cấp cho chứng chỉ, học ít thì là cấp chứng chỉ, còn học nhiều thì cấp cho cái bằng. Không có máy riêng. Không có máy riêng. Chứng chỉ học 3 tháng. Chưa chưa thấy phát tải hết. Chứng chỉ thì học 3 tháng là có, còn bằng thì học người ta cấp bằng, học chứng chỉ được rồi không cần bằng. Ok, chào Sang Phường TV. Mùng 2 khai trương được 5 chai. Ok đây rồi, thấy Doanh Trần đây rồi, thấy kết bạn đây rồi. Phú Thọ à? Em cũng muốn họ theo ai, theo anh nghề lấy máy chứng chỉ quan trọng lắm không? Ôi kết bạn rồi. Chào Khánh nha. Nghề lái máy chứng chỉ quan trọng lắm không? Nghề lái máy thì chứng chỉ thì nghề lái máy chứng chỉ thì là khi nào làm công ty thì cần, quan trọng. Còn nếu mà không làm công ty thì cũng không cần thiết, nhưng mà mình dư giả thì mình làm cái chứng chỉ nó vẫn hơn. Sau này biết đâu gặp được một chỗ làm tốt ấy, thì mình có chứng chỉ sẵn rồi, mình chỉ xin việc thôi, tại chứng chỉ người ta cần nhiều năm kinh nghiệm mà. Chào Sang Phường nha. Muốn theo nghề phải đợi đây năm nữa, đi học chưa xong à? Không, bảy tầm 7-800 thôi. Chào Sơn, hồi nãy giờ quên không chào. Vào nãy giờ quên. Nãy
Nay anh em say hết chưa nhỉ? Hôm nay mùng 2 rồi, mình không thấy anh em nào say, chắc là nói chuyện được, chắc là vẫn chưa say đúng không? Tầm 1 đến 2 năm thôi là làm ngon lành ngay mà. Tầm 1 đến 2 năm là làm ngon lành rồi. Khánh bị ở đâu nhỉ? Em đang nhập ngũ để được, nhập ngũ được mấy năm rồi hay năm nay mới đi? Đi nhập ngũ 2 năm nữa. Ngất rồi, nay mùng 2 say ngất rồi. Đấy. Sếp nhà đấy, này. Sếp nhà mình nghĩ cần gì hùng cái bia như hát đâu, như ai biết được, không biết chắc nhà thằng nào đây, nhà Ricardo hay Carlo, Ricardo đây, nhà không biết nhà thằng nào đây, Nam ai biết được. Thằng Nam đấy. Em nó phát trực tiếp thì chả biết, lâu quá không gặp em không rượu bia nên xem. Ok, anh cũng không rượu bia với like được, anh mà rượu bia thì like làm sao. Nên như hát cái gì không nghe làm sao được, chả ai nói không nghe được cơ mà. Gọi điện thôi. Phú Cát mình ở Ninh Bình, mình ở Ninh Bình. Mình ở Ninh Bình, anh em ở nào ở Ninh Bình thì ra đây nhá. Ninh Bình nhá. Ninh Bình nhá. Đức đây là khác, nhà không có máy xúc, anh bật nhạc đấy, anh tắt rồi. Em cũng uống hết, ai anh bật nhạc chứ ai bật, anh tắt rồi, bật nhạc anh tắt luôn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi nha, ok Quyền Nguyễn nha. Nha anh ở xã Viễn. Không, đây là nó chắc đang uống ở nhà thằng Nam. Đây nhà nó đây như có lối đi vào này, có lối đi vào đây như chứ không không ấy. Không biết sao được. Ào lờ tê lê. Có mỗi cái máy xúc đồ chơi của thằng cháu ấy. Không hát được, anh like ở đây không thể hát được, hát ở đây nó dính bản quyền, không hát được, mở nhạc nó dính. Ok, chào bạn Hùng nha, năm mới vui vẻ, sức khỏe nha. Chào bạn xe tải máy xúc nha, chúc anh năm mới, chào mọi người. Chào Chư Pot TV. Ok hôm nay live vừa hơi muộn anh em ạ, 9 rưỡi mới 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 gặp. Chơi game mà bây giờ anh bỏ game rồi, anh có chơi game đâu. Bây giờ là
nghe được tất đây, con đang phát trực tiếp toàn toàn cả nước xem được nên là ai chẳng nghe được. Chào xe tải máy xúc chuẩn bị lấy. Ok, năm mới chúc anh em sức khỏe dồi dào và luôn 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 mạnh khỏe nha. Chúc anh năm mới gặp nhiều niềm vui. Ok anh em ơi, anh em nào đang ở khu vực Ninh Bình thì qua nhà Mạnh để nhận lì xì nha. Ưu tiên anh em nào ở khu vực Ninh Bình nha, sang lì xì nha. Còn anh em nào ở xa thì lì xì cho anh em cái gọi là sức khỏe nhá. Có tiền không mua được sức khỏe đâu nên là lì xì cho anh em sức khỏe thôi. Anh em nào ở gần thì sang nhận lì xì nha, còn anh em nào ở xa đang xem live vờ thì là lì xì cái sức khỏe nha. Máy xúc quay toa dừng lại nó bị dè và giật mạnh là sao? Thì anh em kiểm tra xem là. Giật xem có ấy không, xem có bị thiếu dầu thiếu mỡ không, chủ yếu là thiếu dầu thiếu nhớt đấy, tại vì máy xúc mà hay thiếu dầu quay hay bị giật giật là vậy. May cứ ông dừng đột xuất nó chẳng vậy. Dòng máy xúc nào cũng khỏe hết. Nói chung là cái cơ bản là mình dùng ấy là mình bảo dưỡng tốt, máy nào cũng được hết. Máy nào cũng bảo dưỡng tốt, máy nào cũng khỏe. Máy xúc đang lái đột nhiên nó chết máy, máy xúc đang lái đột nhiên chết máy thì hết dầu. Nói chung chết máy đột nhiên thì nó nhiều nguyên nhân lắm. Đây. Mạng yếu. Ở đây có anh em nào hôm nào đi khai xuân nhỉ, mùng mấy đi khai xuân nhỉ? Hôm nay là đi chơi Tết hết rồi, chắc say sưa hết rồi, nay ít người thế nhỉ, nay có mới 30 người. Tết nhất thế nào rồi Hùng ơi? Sumitomo thì ở trong miền Nam họ hay dùng nhiều, ở khu vực miền Tây họ hay dùng nhiều. Còn ở miền Bắc thì hay họ hay dùng Kobe với Komatsu. Anh em còn nên là đang tính hỏi anh em là có nên kinh doanh gọi là quay tặng các video chôn, tức là quay những cái video chôn, quay những cái video hài hước ở trên trên cái kênh này không nhỉ, hay là cái kênh này vẫn quay máy xúc, còn cái kênh kênh chôn thì mình quay chôn nhỉ, anh em cho ý kiến tí nhỉ. Đang tính là mấy nữa không làm máy xúc nữa thì có thể đổi chủ đề sang là làm chôn trên cái kênh này không nhỉ, hay là vẫn quay máy xúc trên kênh này còn chôn mình làm kênh khác nhỉ. Kênh này anh hay làm về máy xúc nhiều hơn, bây giờ chuyển chủ đề chôn có hay không nhỉ? À, mà anh thấy là làm máy xúc vẫn hay hơn tại vì khán giả. Ok, kênh chôn thì bên Xuân Mạnh chôn đi ha. Bây giờ nếu mà làm lung ta lung tung thì cũng 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 không được đúng không? Thôi kênh này cứ mình cứ làm cái nhiệm vụ là đóng góp cho anh em máy xúc máy xiết rồi những cái kinh nghiệm cơ bản rồi những cái gì để cho anh em cùng xem nhỉ? Chứ không nên làm chôn làm chiết gì kênh này đúng không ạ? Ok, cảm ơn Hùng rất là nhiều, cảm ơn anh em đã tư vấn góp ý nhé. Chôn với hài hoặc là gọi là cái giá trị đời sống các thứ mình nên làm kênh khác nhỉ. Làm kênh khác thì nó vẫn hay hơn đúng không ạ? Chứ làm cái kênh này thì đang máy xúc thì chia sẻ kinh nghiệm thì nó vẫn là tốt hơn. Nên là thôi. À, chào PQ nha. Tí nếu không làm gì nhận xét lại em có việc thì ok em. Tí cần bị tủ đó. Anh em có câu hỏi nào cứ hỏi mạnh dạn lên. Năm mới thì không có gì hết thì là sẽ mùng tuổi anh em, đó là mùng tuổi bằng cách đó là trả lời và giải đáp những cái thắc mắc của anh em.
Đấy. Năm mới thì sẽ chúc Tết bằng cách là mừng tuổi anh em bằng 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 cái mà trả lời các câu hỏi. Chào thóc giống nha. À, chào tôi một vô đồ, em mới phụ được 3 tháng giờ. Người kêu nhận máy nên làm. Ok em ơi, nếu em phụ 3 tháng cảm giác tay nghề của em cứng thì em nên phụ. Tại vì nếu em làm ấy thì dần dần nó tự rút ra kinh nghiệm. Nhưng mà mới phụ 3 tháng chắc chắn là máy lốp em không làm được đâu. Máy xích thì em làm được nhưng máy lốp thì nó hơi khó đấy. Hay máy lốp thì hầu như là nó cần phải kinh nghiệm. Nó rất là khó nên là hầu như là đừng chơi 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 cái máy lốp. Nhận mà không làm được thì cũng ngại lắm. Ok anh em, bữa giờ anh em có sang kênh Xuân Mạnh Chôn xem video nhỉ? Vừa rồi có đăng tải rất nhiều video trên kênh Xuân Mạnh Chôn cũng khá là hay. Mạnh vừa rồi Mạnh cũng hay đăng những cái video lên đấy. Ngày Tết của Mạnh thì Mạnh hay đăng 3 4 cái video lên đấy để xem mà. Chào Xuân Long Vlog này, xin chào Cường Trần này. Lỡ làm gãy cần rồi thì đi hàn lại cần thôi. Chào Khánh Vlog nha. À, nói chung là gãy cần, không may gãy cần thì đi là hàn lại thôi chứ không có vấn đề gì cả. Nhưng cái đấy là làm do mà sơ sót thôi chứ có phải là do mình đâu. Ông anh bảo đó là công ty nhiều người mới làm đều được hết à? Ừ, nếu mà công ty đó mà nhiều người mới làm hết thì em cứ nên thử thôi. Anh ơi chỉ em con nào giá rẻ. Di các đôi, con nào giá rẻ thì máy nhỏ thì giá rẻ thôi. Anh cho link qua kênh khác đi. Ok, thì theo yêu cầu của anh em thì bây giờ Mạnh sẽ mở mở một số kênh cho mọi người cùng xem nha. Ok, thì hiện tại là Mạnh đang có một số kênh như sau ở đây. Mạnh sẽ cho mọi người cùng xem. Đây anh em ạ. Thì đây đây chính là đây là kênh cái kênh chính của Mạnh đây, là kênh Xuân Mạnh Vlog đây ạ. Thì Mạnh hiện tại đang sở hữu gồm 3 kênh, thì anh em có rảnh thì có thể sang đây đăng ký ủng hộ Mạnh nha. Thì đây đầu tiên thì đây là cái kênh này Mạnh cũng hay đăng cho Xuân Mạnh TV này. Thì Mạnh cũng hay đăng về những cái video về máy, tổng hợp những video về máy này rồi một số cái khác. Đấy. Đây ạ. Những kênh này. Đây là một kênh ạ. Mọi người có phải vào nhá. Mọi người có thể vào kênh của mình này và nhìn cái phần chữ đăng ký kênh giải trí, thì ở đây nó gồm có 3 kênh của mình này. Thì Mạnh hay đăng cái kênh video hài giải trí rồi hài hước bên cái kênh Xuân Mạnh Chôn này. Đấy, có những cái video này thì mình hay quay cái cảnh nhà mình rồi quay những cái cuộc sống của mình ở xung quanh cái công việc và hàng ngày cũng hay đi làm, Mạnh hay quay lên đây này. Đây. À, đây là cảnh nhà mình như mình thay dầu máy các thứ, đây đây là toàn bộ những video kênh kênh khác này. Đó, mình hay làm như dưới đây, có những cái video hài hài. Thì anh em có thể qua ghé qua đây nha, đấy. À, đây là những cái kênh này là toàn bộ tự tay Mạnh làm hết. Đó, đây anh em có thể sang đây. Anh em bấm vào kênh Xuân Mạnh Vlog và dưới đây nó có một số kênh này. Đó, kênh KN Gamer này cũng của Mạnh luôn này. Kênh này của mình luôn thì Mạnh cũng hay làm bên này. Đây anh em có thể xem này. Đó, đây. Đây là kênh hiện tại thì đây anh em có thể ủng hộ nha. Hello, chào Thương Ảnh nha. Chúc anh em có một cái Tết ấm no hạnh phúc đây. Mạnh sẽ mở một số cái ảnh chúc Tết cho mọi người nha. Hôm qua Mạnh đã mất công rất là nhiều để làm một số cái ảnh này. Thì bật mí cho anh em là có ngày mai sẽ có một cái video chúc Tết khá là hay. Đây ngày mai Mạnh sẽ có một cái video như thế này. Đó, ngày mai sẽ có một cái video này chúc Tết cho anh em năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý. Đó. Chúc mừng anh em, đấy, an khang thịnh vượng vạn sự như ý. Thì ngày mai mình sẽ đăng một cái ảnh là về cái bằng máy xúc cho mọi người cùng xem để nhân dịp năm mới thì anh em có thể xem được cái bằng máy xúc nó như thế nào. Để cho mọi người cùng 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 xem là nó khác biệt như thế nào nhé. Đấy, thì đây là cái video nội thất ngày mai. Ok. À, bây giờ thì à quên về phần Facebook thì tất cả anh em nào có cần Face thì có thể liên hệ với Facebook của Mạnh. Ok cảm ơn. Đây 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 chính là Facebook của mình hay dùng đây. À, mình cũng hay đăng tải những video hài hước lên đây. Đó anh em có thể là
Lên đây xem nhé. Đây, Facebook của mình đây. Đây chính là Facebook của mình đây. Thì anh em nào kết bạn thì có thể lên liên hệ với mình qua Facebook này nhé. Chào Thanh Hải nhá, chúc anh em có một cái Tết ấm no hạnh phúc, làm gọi là tiền nhiều hơn 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 năm ngoái nhá. Tiền nhiều hơn năm ngoái nhá. Ok, đây rồi. Rồi quay trở lại với cái chủ đề chính của anh em chúng ta. Thì hôm nay anh em có thể có thắc mắc gì thì cứ hỏi nhiệt tình mạnh mẽ lên. Không chơi, anh không chơi đâu. Hỏi bố ấy. Không, nay anh không chơi, anh chỉ có đi chúc Tết hàng xóm, hàng xếp rồi đi chúc Tết các nhà thôi, bạn bè thôi, cũng chưa đi được nhiều. Thực ra là cũng không uống được rượu nên là mình cũng không chúc Tết gì nhiều. Nên là mình chỉ có đi quanh quanh chúc Tết rồi chúc Tết mọi người cái này kia thôi. Chứ không có gì hay. Chào Ricardo nha. Tay chèo thì chế được hết. Chào Minh Đức Trần nha. Rồi cảm ơn Trường Lương nha. Chào Thanh Hải, chào Thương Ảnh. Ok, chào chúc cháu chúc mừng năm mới, chào Minh Đức Trần nha. Ok, chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, một sức khỏe dồi dào. Đấy. Mạnh luôn luôn chúc mọi người là một cái năm mới là vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, mà cái quan trọng nhất là cái sức khỏe. Đó. Có sức khỏe thì có tất cả đúng không ạ? Mình phải có sức khỏe, mình phải có sức khỏe thì mới 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 làm được việc. Đấy. Mình phải có sức khỏe thì mới làm được việc. 2010 nó thử cầm Hưng Quốc nha. Ok, Thương Ảnh đón Tết nhất tới đâu rồi? 600 triệu mua được lốp Doosan mua cũ của em. Nãy giờ anh ấy đọc tin nhắn của em, 600 triệu thì cũng chỉ mua được con khoảng 2007-2008 thôi em ạ. Bây giờ máy mua lại cũng đắt lắm, máy 55 thì bao giờ nó đắt máy lốp ấy. Máy lốp cũng khá là đắt đấy, không rẻ đâu. Tại vì giờ dòng máy lốp nó nhỏ, nó gọn, nó thiết kế gọn nên là nó giờ chả đắt. Bãi thì đắt hơn nữa. Thanh Hải sang năm mua máy mới đi. Thanh Hải ơi, sang năm chú mua luôn con mà dùng. Mua luôn một con mới về lái luôn đi. Đỡ phải đi lái thuê. Máy xích có rẻ hơn máy nốt luôn, 170 triệu cái gì. Nói chung là máy thì ngon rồi. Mua có con gầu quay quay về anh em xem. 600 triệu thì mua máy xích thoải mái rồi, đầy. Máy xích mua được. 600 củ là mua được máy xích ngon lành cành đào. Máy lốp thì khó chứ máy xích thì nhiều. Sumi thì thường thường họ hay làm ở trong trong miền Nam ấy. Không, chú mới đi chúc Tết về, giờ đang ở nhà. Ở nhà thì mới like được chứ, không ở nhà like làm sao được.
Chào, thích xem YouTube. Anh ơi, máy đua xe năm năm mới thì giá khoảng nhiêu? Năm năm mới thì tầm 900. Năm năm mới ở bãi 900. Nói chung là mua đấy khoảng 900. Đây, anh đang trả lời một số người đây. Ok, ông nào đứng ăn sao không thấy ngon lành, em chỉ thấy khác dư. Chào Phương Phạm nha. Mai. Chào Đức Phan nha. Ok, Đức Phan. Tết nhất của các chú tới đâu rồi? Nay mùng 2 rồi, mai mùng 3 rồi, anh em mùng nào khai xuân? Chụp chân chân không biết đâu sửa, không để em nào sang nó cầm điện tử hương cương thân bạn sửa đấy. Chú sinh ngày bao nhiêu? Chú sinh 1991. Tết nhất chán làm gì chán, Tết làm gì các anh em toàn kêu chán như thế nhỉ? Mạnh mẽ lên, các anh em toàn kêu chán không? Tết phải mạnh mẽ lên chứ. Giữa máy đua xăng, máy cua bè và máy thích nào hơn? À, dòng máy nào cũng có cái hay của nó, thì thằng đua xăng thì có lợi thế riêng, dòng cua bè có lợi thế riêng, là máy nào cũng được, có máy mà dùng là ngon rồi, máy nào cũng được. Tết vui mà được đi sắm, Tết vui mà, Tết vui mà. Anh ở ngoài ấy để ý hộ em ai bán lúc là 5 năm rồi 600 triệu hú em. Thanh Hải ơi, chú mua hay ai mua? Không tìm chứ, tìm thì máy 600 có mà em thiếu gì đâu. Không tìm chứ, tìm thì không thiếu đâu. Không thiếu đâu, nói chung là cái cơ bản là làm ở của ấy không thôi chứ. Em mua chung với anh nữa, mua chung cũng được. Đúng rồi, 5 năm 600 triệu là bình thường. Thế sao chú không mua ở trong đấy mà lại thích ra ngoài này mua? Cho Sài Gòn cũng nhiều mà thiếu gì đâu. Sài Gòn cũng nhiều mà. Chủ yếu máy ngon đây chứ máy nát quá làm sao được. Tất nhiên là máy phải ngon chứ em, còn máy nát thì giới thiệu làm gì em. Nói chung là 600 cổ thì sẽ có máy, cũng khá là có máy rồi. Nhưng ăn thua là anh sẽ có, nhưng cái cơ bản chú có ra xe không? Còn thì sẽ có máy. Nói chung qua riêng thì tìm máy thì có rất nhiều em ạ. Đúng rồi, cứ phải tìm hiểu chứ mình có phải mua luôn đâu. Anh thì đang tính khoảng 10 15 mới đi, nói chung là năm nay cũng rảnh rỗi ấy. Nói chung là cứ bình thường thì cứ làm dần dần thôi chứ bây giờ biết làm sao bây giờ, mình cứ phải đi làm dần dần thôi. Mình cứ đi làm dần dần thôi chứ.
Khó lắm. Năm nay khai trương mỏ cát nên mùng 8 em đi rồi. Ồ mùng 8 đi làm. Ừ, cứ qua ngày mồng thì đi em ạ. À, anh em ạ. À, năm nay mùng 5 đẹp ngày, thường là mùng 5, mùng 6 họ khai xuân họ làm rồi. Máy mới 55 tùy loại, 8, 9, 100, 1 tỷ đều có hết. Nói chung là máy 55 tùy thuộc vào mình mua. Máy đời cao thì đắt tiền, máy đời thấp thì rẻ rẻ tiền chút. Nhưng mà nói chung là máy nào cũng đắt hết. Máy cơ bản là máy phải ngon chứ còn tiền thì tùy thuộc anh em ạ. Về có mấy ngày Tết là tranh trang chung nhằng cái có mấy ngày Tết lại phải đi làm đến nơi rồi ha. Cũng khá là nhanh rồi đấy. Chả mấy mà hết Tết. Chào 30 anh em, năm mới em chào anh OK Sơn Đinh nhá. Năm mới chào tất cả mọi người, anh em nào ở Ninh Bình nhỉ? Anh em nào ở Ninh Bình thì ghé qua bên nhà Mạnh chơi nhỉ, chúc Tết cái đúng không? Ở đây chắc toàn anh em ở xa, không anh em nào ở gần đúng không ạ? Kể có anh em nào ở nhà gần thì tốt biết mấy nha. Anh em có thể giao lưu nói chuyện được. Cái mang cá thì nó cái mang cá thì thường thường nó gọi là ở cái hai cái mang gầu ấy, hai cái để dẫn để mình đào tốt đấy, ở hai bên ấy nó bè bè ra đấy, hay cái mai đấy người ta gọi là mang cá hay là gọi là mai đều được, mà mỗi nơi người ta gọi một khác đấy. Nói chung là cái đấy gọi là ma mang đấy, chứ còn bình thường là không có gì đâu. Chào anh em cờ lê. Mà cái mang cái gọi là nanh. Em quê Ninh Bình nhưng năm nay em không về. À năm nay không về. Năm nay lại xuân lại không về. Lý do gì không về nhỉ? Huyền Anh Nguyễn không xem sao, hôm nay không thấy đâu nhỉ? Em chẳng biết gọi cái gì, gọi răng nanh à. Nói chung anh em ạ, cái quan trọng là gọi là gì cũng được, quan trọng là làm được việc hay không thôi, còn là không 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 biết sửa thì có thợ nó sửa rồi, quan trọng là mình làm được là được. Quê cháu Thái Bình ăn Tết. Anh em nào năm nay có đi chùa Bái Đính ở Ninh Bình hay Tràng An Ninh Bình thì ghé mạnh nhé. Tràng An hay Bái Đính hay cái gì thì cứ alo nhé. Nhanh nhỉ, mấy ngày Tết trôi qua sắp là tới 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 ngày đi làm. 35 chào tất cả mọi miền Tổ quốc, chúc tất cả mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tí sự như mơ. Đấy, ngày mai có vị anh em thấy dạo này có những cái video chúc Tết buổi sáng có thể hay hay không? Đấy, nhiều cái video tự nghĩ ra để chào đấy anh em ạ. Nhiều video tự nghĩ ra để chào ấy. Thôi thì cũng chả có gì, thôi về quê thì cũng phải làm những cái hay hay tí chút chút để cho chúc Tết năm mới cho mọi người tí cho nó vui vẻ. Tháo lắp nhanh có điểm gì yếu so với thường? Tháo lắp nhanh thì nó là chỉ là thay tháo gầu thôi, còn chả có điểm gì cả. Tháo lắp nhanh thì nó có tác dụng ưu điểm lớn nhất đó là thay tháo gầu nhanh. Ở ngoài anh cũng hơi đỡ lạnh rồi. Tháo lắp nhanh thì nó so với thường thì nó chỉ dễ hỏng hơn thôi, còn có tháo lắp nhanh tiện lợi quá. Tại vì tháo lắp nhanh bây giờ là tháo gầu không phải đóng ác vất vả gì hết. Mai chưa biết có video, mùng 4 Tết chưa biết có video gì hay. Phụng Tiên ơi anh á. Anh có đi chơi Tết vừa về.
Đêm rồi giờ đi chúc Tết gì nữa, mai lại đi thì đi đâu đi thôi chứ đêm rồi không đi chúc Tết nữa. Không này xảy sao xảy được, nghe nói mưa đá. Hôm nay Ninh Bình, hôm qua Ninh Bình có mưa đá đấy, mưa đá đấy. Máy em bị ra dầu thủy lực ở bơm thủy lực, thay bơm thủy lực chảy dầu ở đâu thì thay đấy, nguyên lý là vậy bạn ạ. Chảy dầu đâu thay đấy, nó chảy những khớp nối thì thay những khớp nối, những cái khớp nối nó có cọng sim ấy thì thay sim đi là nó hết. Không phải buồn đâu mà là như kiểu là uống rượu ấy, mặt nó vậy đấy. Uống rượu thì đâu có dám đi chơi đâu, uống rượu thì chỉ có ở nhà thôi chứ đi ra nồng độ cồn công an bắt sao. Nên tốt nhất là uống rượu ở nhà, ngủ không đi đâu cả. Chật lắm, A Dung, Y Thúy. Ồ, Thái Bình mưa to lắm đấy nhỉ, uống bia mà ngồi sát cái đấy để cho nó uống bia mà ngồi sát mưa đá nhỉ, lấy cục đá luôn. Phạt vì tội gì? Ok. Anh em hôm nay không đi chơi Tết ở đây 30 người, có anh em nào đang đi chơi Tết không? 30 anh em đang xem live ở đây có bác nào đi chơi Tết không nhỉ? Long An nắng sấp mặt ở ngoài này, vừa nắng vừa mưa. Hải Thanh Hải ơi. Ở anh đây vừa nắng vừa mưa này. Ở đây vừa nắng vừa mưa luôn. Anh có một cái video về con Komatsu PC128 này mà. Không có bẩn 1.000. Máy em bị mòn mặt trà, quay ra đi làm lại mất nhiều tiền không anh? Máy bị mòn thì làm cũng không mất bao nhiêu đâu mà rẻ mà. Nhưng cái quan trọng là người ta tháo cái bơm ra ấy, sẽ cần xem cái bơm nó có hư hỏng gì nhiều không thì mình mới có cái nhận xét được. Chứ nhiều khi tháo bơm ra nó không hỏng mặt trà mà nó hỏng bít tông hay là hỏng những cái thứ gì vớ vẩn ấy. Nhưng mà nói làm bơm thì nếu mà chỉ hỏng mặt trà không thì rẻ mà bạn ơi. Minh Đức Trần cháu đi chơi ở đâu? Máy Hà Nội làm nhiều tạ lắm. Máy ở đâu thì cũng làm nhiều cả bác ạ, chứ không phải riêng gì máy Hà Nội. Nếu mà nói máy Hà Nội làm nhiều thì không 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 cái câu này không đúng rồi. Máy mà ở nơi khác không làm nhiều thì họ chết đói hả bác? Đúng không ạ? Máy ở đâu cũng làm nhiều cả. Cái quan trọng là chất máy nó còn như thế nào thôi. Còn máy ở đâu người ta cũng phải đi làm cả. Không đi làm thì lấy tiền đâu ra mà để nuôi lái, đúng không ạ? Đấy là một cái sự thật. Ai đi mua máy vậy cũng cần phải nhiều việc cả. Mà người ta đã mua máy, người ta cũng muốn là có máy để làm, để nhiều việc, để mà có tiền. Ok, chào Thương Ảnh nha. Họ hàng ở đâu? Trước ông kia đi làm lại mặt trà, ông kia lấy mình 8 củ. Mặt trà máy chắc máy 200-300 mà gơ đâu mà đắt vậy. Mặt trà gì mà tới 8 củ, mặt trà chắc máy to chứ mặt trà máy nhỏ 8 củ thì đắt quá. Ôi chào bạn Nguyễn Hiệp nha. Máy sơn lại hay là máy zin thì phải cần phải có cái con mắt nhìn. Chứ nếu mà chỉ thì cũng hơi là khó. Mình phải nhìn cái nước sơn, mình phải nhìn nước sơn nó ngây nó dại như thế nào thì mới biết được. Máy 128 mà thay mỗi mặt trà không mà 8 củ thì cũng hơi chát. Cháu mới mua máy xúc về như Việt. Anh à, Hưng Quốc ơi, anh nhầm. Đúng rồi, con PC228 chứ chưa có 128. Anh cứ thấy 28 anh quen quen. Đúng rồi, mới chỉ có con 128 à, 228 chứ chưa có con 200 228 chứ chưa có 128.
Nếu hợp lý thì tùy bạn ơi, thợ nó lấy, nếu mà trà mà làm mức độ khó thì chỉ tầm 5 6 triệu thôi. Đắt hơn thì khoảng 5 6 triệu, khoảng đấy. Rất là tùy từng người làm bạn ạ. Nhưng mà nếu mà người ta làm tầm 8 triệu mà đắt ấy thì người ta vẫn bảo hành cho mình và nó làm ngon thì vẫn không sao, cơ bản là cái bảo hành ấy bạn ạ. Nếu cơ bản là cái bảo hành. Đúng rồi, nhìn màu sơn thì thường thường giống như Hùng nói hay va chạm như đối trọng này, rồi cần này, rồi những cái vẹt lam liếc lốp ấy. Mình nhìn cái lam xem là ngày xưa nó màu sơn như thế nào, rồi nhìn đít nhìn điếc là nhìn biết máy sơn lại. Nói chung là máy sơn lại nhìn gái biết ngay mà. Còn trừ nếu mà sơn lại, có hai trường hợp, sơn lại của bên Nhật thì không sao. Ở Nhật thì sơn rất là ngon. Còn sơn Việt Nam ấy, sơn lại thì là sơn đẻo, thì vài một năm 2 năm là nó nhạt màu, là nhìn nó lộ ngay mà. Hôm nay sắp hết tháng 1 dương, chuẩn bị bước sang tháng 2 âm, và cũng chuẩn bị bước sang mùng 3 Tết, ngày mai là mùng 3, khá là nhanh. Chú đi ngủ thôi. Ok, cũng sớm, sắp sắp ngủ rồi. Nói chung là live vào tất cả mọi người một chút xíu nữa thôi là ngủ rồi. Có nhiều loại súc lắm, một gầu là một súc đào, một loại là súc ngoạ, nói chung là cũng khá nhiều loại súc anh em ạ. Sáng mai lại có một cái video chúc Tết buổi sáng cho anh em, đang tính mùng 4 Tết chưa có cái nghĩ ra được cái video gì hay hay đây thì phải. Ngày mai quay cái buổi đi chúc Tết cho anh em xem nhỉ, vui vui chút xíu nhỉ. Ok, Minh Đức Trần nha. Komatsu, Sumitomo Hitachi Kobelco do nhà sản xuất hết à. Komatsu Sumitomo Hitachi Kobe, Nhật sản xuất, cát thân thường của dòng của Mỹ. Dòng cát thì nó không được ưa chuộng tại Việt Nam cho lắm, tại vì dòng này nó hao dầu, đồ đạc rất khó thay thế sửa chữa, nên dòng cát hầu như không được ưa chuộng tại Việt Nam. Việt Nam mình ưa chuộng đó là dòng Kobelco, Komatsu, Sumitomo, Hitachi là được ưa chuộng. Hậu Trần hơi khổ cái là ở quê anh hầu như là không 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 có các trò chơi dân gian. Ở quê anh chán cực, không có gọi là cái lễ hội gì, cái ngày 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 xuân cả. Đây ví dụ như ngày xuân họ thì có những cái lễ hội gọi là chơi trò chơi bóng bay các thứ, nhưng mà anh ở quê anh cũng chả thấy gọi là có cái lễ hội gì cả, nghe nó rõ là buồn. Nói chung là ở chỗ khác ấy, anh đi làm ấy lắm lúc anh thấy buồn thật. Lắm lúc anh đi làm ấy tầm 14 15 vào ngày rằm ấy, họ có những cái lễ hội gọi là những cái lễ hội rất 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 là vui, nhưng mà ở quê mình chả có cái gì cả, nhiều lúc nghĩ nó chán. Ngày mai đang tính đi lễ chùa thì để Mạnh, hễ mà đi lễ chùa Mạnh sẽ quay những cái cảnh mà Mạnh đi lễ chùa cho mọi người cùng xem nhé, để xem mọi người có thể xem nó như thế nào, để xem mình quay cái cảnh chùa ngày trước như thế nào nha, cho mọi người cùng xem. Đấy, đầu năm Mạnh hay rất hay đi chùa, Mạnh có thể là quay cho mọi người xem như này. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Thì mình quay cho các bạn cùng xem. Mỹ Đình nhà Mạnh ở thì Ninh Bình cơ, nhưng Mạnh làm ở Hà Nội. Mạnh làm ở Hà Nội cách Mỹ Đình khoảng chục cây, cách sân vận động Mỹ Đình chục cây. Nhà mình thì lại ở Ninh Bình chứ không phải ở Hà Nội. Không làm gì có tiền mà ở Hà Nội.
Em ơi mấy Hà Nội làm nhiều tạ lắm. Tạ hay không thì nói chung là do người mua thôi. Advance. Máy Nhật tốt nhất này, máy nào cũng tốt hết. Máy nào cũng tốt hết anh em ạ, chứ không phải là cái máy Nhật. Nói chung là ăn thua là do người dùng. Cái quan trọng là do người dùng nữa cơ. Ăn thua là do cách mình dùng chứ. Cái mà máy là một phần, còn máy mà xịn thì mình mà cứ phang mình đập thì nó chả hỏng. Hyundai 140 220 mới được một khóa vải. Nói chung là máy thì mỗi người sở thích một kiểu. Lốp thì có người thích Tucson, có người thích Hitachi, có người thích Hyundai đúng không ạ? Có người máy xích thì thích Kobe, Sumitomo các kiểu. Nhưng mà nói chung là nhìn chung là cái nào cũng vậy, ăn thua là do người dùng. Anh ai ơi, con thay nhớt quay toa ở đâu? Ôi khó chỉ lắm. Thật nhất quay toa thường thường là nó có cái ốc xả, nói chung chỉ khó chỉ lắm. Nó ở chỗ cái bộ phận quay toa ấy. Anh ơi có sâu dầu hay bị bẩn là bị làm sao nhỉ? Sâu dầu mà bị bẩn ấy là do dầu em bẩn. Dầu em thứ nhất là hay đổ ở phi. Dầu em hay đổ ở phi thì hay có cặn bẩn ở phi khi vào. Thứ tiếp theo nữa, nếu mà dầu của em mà không đổ ở cây ấy, thường thường là do cái thùng dầu của em bị bẩn. Cái thùng của em nó quá bẩn rồi, nên là khi làm ở những cái mức dầu nó thấp quá nó hay bị lắng đọng nó vào, nó hay sâu dầu bị bẩn là vậy. Còn như con máy của anh nha, máy anh đi làm thuê thôi, toàn đổ cây dầu, không bao giờ dầu bị bẩn cả, sâu dầu hình hầu như không có gì luôn, tại vì đổ cây dầu nó sạch mà. Một đổ can, hai đổ phi, dầu rất bẩn. Komatsu 120 trừ 6 máy đề nổ ra khói nguyên nhân làm sao ạ? À máy đề nổ nhưng mà khói đen hay khói trắng bạn ơi? À, khói đen hay khói trắng? À, cái sâu dầu là nó như kiểu cái lọc dầu nhỏ, thu nhỏ mà nó gọi là cái sâu dầu mà. Nó là một cái lọc dầu ấy, lọc dầu nhỏ. Ok, cảm ơn Hưng Quốc. Chào Hưng Quốc nha. Máy để nổ ra khói đen xịt thì sao anh, gần giống lọc dầu ấy, khói trắng thì sao, khói đen thì sao? À thường thường thì máy nó có một chút khói đen thì chả sao. À, buổi sáng mình nổ máy thì con nào để ra khói đen, nó chỉ để một lúc đầu thì nó khói đen, lúc sau làm thì nó không có đâu. Nói chung khói một chút xíu không sao đâu, còn hở trừ khi mà nó ra khói trắng nhiều ấy là nó bị hở bạc thôi. Hở bạc đầu bít tông thôi. Chứ 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 không 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 quan trọng gì vấn đề khói. Máy có khói nhẹ cũng không sao cả. Còn khói mà khói đen, khói trắng nhiều ấy thì là do hở bạc thôi. Còn không vấn đề gì. Để ra khói thì con nào cũng có chút khói đấy, quan trọng là còn khói thì anh em có thể là thổi lọc dầu lọc gió đi, thổi lọc gió với ấy lọc dầu lọc giết đi. Ok chào Sơn Vũ nha. Thấy bà thay bạc với piston của máy có phải cần thường xuyên không anh, thay bạc với piston của máy có phải căn thường xuyên không? Chưa hiểu bạn Tiến Nguyễn hỏi là gì, thay bạc với piston nhưng mà thay thường xuyên là thay như thế nào, chưa hiểu cái câu hỏi này lắm.
Chưa hiểu câu hỏi là sao. Hôm nay chắc là nhiều người xem vậy, chắc nhiều anh em vẫn chưa say nhỉ. Chứng tỏ khả năng là tiểu lượng của anh em cũng rất là tốt đấy. Một là khả năng anh em tốt, hai là hôm nay anh em không uống. À, nếu thay bà phí vi vi tông thì nào hỏng thì thay thôi, còn không cần gì phải thay. Nó có phải như dầu mỡ đâu mà phải thay thường xuyên. Không có dầu mỡ nên không phải thay thường xuyên đâu anh em ạ. Dầu mỡ thì thay thường xuyên thì được, chứ cái đấy thì cứ nào hỏng thì thay. Máy họ bạc mau hết như năm hở bạc. Hở ít không sao, hở nhiều mới quan trọng. Còn hở ít, khói ít không sao hết, vẫn để làm bình thường được. Hở nhiều mới sợ. Chục lon bia đó máy xúc thường dùng loại máy gì? Máy xúc loại nào cũng dùng được hết. À, mỗi người dùng một kiểu. Mâm quay ta con đồ xa 5 năm lốp hay bị hư lắm hay không? Không, hầu như có loại đấy có hay hư mấy đâu em Hải ơi. Không, hầu như không có. Mấy quả bạc ở các ác mỡ thay zin 30 hết 1 triệu rồi. Bạc xịn này chả thế, bạc ác xịn mà. Con 55 thì chả thấy hư quay toa đâu em ạ, trừ khi làm phá thì mới hư thôi. Anh làm nhiều con 2 3 năm rồi có thấy bị hư hỏng gì đâu. Ngày mai là nếu mà anh em rảnh rỗi thì Mạnh sẽ livestream trên kênh Xuân Mạnh TV nhé. Thiên Hà Lâm xin chào. Ngày mai Mạnh sẽ tiếp tục live và giải đáp trên kênh Xuân Mạnh TV nhé. À, hôm nay thì cũng khá là trễ rồi, hơn 10 giờ rồi, chắc là phải xin phép tạm dừng ở đây thôi. Mai sẽ tiếp tục live và trên cái mà kênh Xuân Mạnh TV. À, xin lạnh xấu xin lạnh. Hello Thiên Hà Lâm. Ok anh em còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì mình tạm dừng live ở đây. Hùng lì xì anh đi Hùng ơi. Hùng CF. Chú có lì xì anh không hay để anh lì xì cho chú? Ok, tôi thì xin phép mọi người nha. Hôm nay cũng là mùng 2 Tết, chúc mọi người có cái năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý nha. Chúc anh em tấn tài tấn lộc nha. Hẹn gặp lại mọi người trên kênh Xuân Mạnh TV vào lúc 8 giờ tối ngày mai nha. Tối ngày mai Mạnh lại live và chúc Tết anh em nữa nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi live của Mạnh. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video ngày mai nha. Anh em nhớ đón xem video vào lúc 6 giờ tối mai và 6 giờ sáng mai nha. Ok, lì xì cho anh em một năm mới là an khang thịnh vượng, lì xì cho anh em một năm mới là có người yêu này, có một cái năm mới mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào nhá.
Ok mẹ. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai.